đọc lời rừng mối phía tì bì, mìa kì đọc xa mạnh bằng phót chú bộ tờ rô phá lợi tập hiệp. Xong bà giác, khăn ông kạ bọ xa rai chì vết khăn ông phá lợi khó, chì vết cư xa mạnh bằng phót. Ở rời dạp bếl chê chân chân nà mọc hời, đàl khá nhóm bàn rôn kạ lùng bá, đòi xa tạp chì dìm rô nấu cho mùi phía cỏ hóa, tẹ tông tình nâng phép chục chày. Khá nhóm bàn chạp đàm á chì bà bọc nhóm đòi xa mạnh thà, ở vầy cực giang miền xa rạ xâm khánh xa mạc nìa. Đôi chân này hỏi, nhóm bàn prang prai nhật bằng chô là vầy vầy tiền ớt cho mùi nìa. Hai bà chìa dìm thơ rừng tràn hồ hét khăn ông bèl tà mùi. Đòi miền ả ràm mô máu mình bàn đuổi bầm nón. Nhóm có bái chìa chập đàm xong xay, tha khôn ái mình miền vì nấy. Rứ co chăn tét đàm bay xâm ra chụp chay ở vầy tờ tà sọ. Nếu bèl đàl chì vợ rộ bọc nhóm bàn to thật lẹ chó ớt chập chố. Nhóm có chập đàm bì chà rà nà thà. Cả bà chìa dìm chạp dục chì vất đỏ chá, ai chìa rướng ạc rõ mùi. Nơi bìl nét bà chìa dìm xâm rạch ở vầy mùi, đào nẹ mần ai tờ rút, nẹ ai bà chôm nâng bánh hát thân ngôn thân ngô. Nhóm bật chìa bạc tực chất mềm tên. Nơi khăn ông kà bánh bóng thua ai ở vầy tiền ớt đâm nào kà tờ múc. Nhóm bàn chạp đám khâm prang prang bà chìa dìm cành tờ khăn láng thai mùi cầm rạch tiệt. Nẹ bà hát chìa ai như dây khiêm prang prai mệnh tên khiêm kịch thá ni pra hal chi phlâu đal nam chi vết tơ cánh phiệp chục chay hỡi đòi ca kham thi kiếm cắt đập đầy bưng rừng cả bàl púa prang cầm pe cút khôn ảnh đong khôn lôi từ mốc tục đằng hởm nâng rừng nén bình riêng cài khiêm cần ta san nam thà núp cư chi cá phăng ả rắm nâng ca bên tranh cầm lắng khả nạ đal khiêm ban to su đa từ mốc tam ca có hát từ bình vị thị sa núp bất chi miên pro sự tập hiệp pan tài vía có thừa ở khiêm chôn mình ti pet phong đài. Nhóm có bàn chập đam kịch thà kê trân nì giới đôi chơi chục cháy, đào ở đôi chơi chục cháy, hai xe lịp bẹt có đầm bấy chục cháy đài. Nhóm mình bàn thơ bạp nâng tế, bàn tái nhóm bạc chùm hò chất từ tù dục vị thi nà mũi, đầm bấy thơ ai ở vầy đầm nào cả bàn. Đôi chân nét nhóm bàn dục chất tục đại giang kháng chùm bố ca bà đào dục bà thà, kê cô tài bà mòl mớ vị thi ná đào xả xóm nâng khuôn. Vì thị xa nốt có miền bà sư tập hiệp đáy, bàn tay mùi rời dạ cài mọc, khiêm bật chì miền ả rám nơi hát nâng xâm đánh với chì chục cháy khăn nạ. Khiêm sọc chật cao bị đâm nếch môn bêl bật bà lâm sáng sáng xâm đánh cài vì cá tạm bật châm riêng bòm phọc cùng nết, hay chạp chạy đâm nào bị phát tờ con lành với cá ở bàn môn kỳ. Nì dây tớ, khiêm bộ bình tờ đòi cá kịch bạp đi rồi hốt với ở khiêm kịch thá, nâng bạc lán tờ cà rìa lấy khả nạ bêl đá nẹ tì krong sinh tiết công bông tàn lung lụa. Hai bần tập móc của tộc rô bọc nhóm đam bày bà gọt thà, khiêm bàn mọc đó cần lành thuở cá môn kỳ bằng ọ. Khiêm chập đam kịch thà, bà hà ni hơi kỳ chờ với đá kỳ hai thà, mà hai chất tá nâng xa mặt tập hồn. Đói xa tại khiêm bàn bù bì giang khăn khá thuở với đá trầm trớ tờ tạm cổ buồn. Khiêm bàn riêp chăm ca bà chống cho mùi bọc lực nâng mong bàm bì cần lạp bớt, hay nâng mong bàm bì xam sợ mùi, bà gọt ná khiêm bật phê chạ sao nẹ đàn mọc dượt. Khiêm bàn thua chủ rộn bằng tịch hơi, bằng tay khiêm bàn chập đám chư chạy thà. Nít cứ chê vị thí ta mùi cốt, đàl kế à chục cháy. Hai co chê vị thí rôn nhẹ đợt tay tiết, ao chục cháy phong đài. Vị thí xa nít co miên bà sự tập hiệp đáy, bằng tay nơi tị bình chấp. Việc có bàn rôn khiêm mùi tùm hứng giang chạy đầy. Rôn nhẹ chung vinh khốn ao kliệt ngay, hai chư vỡ rộ bọc khiêm bạc bóng lùm nừng. Nít dây mến, khiêm bàn chập đám kịch hà, ạt cầm bán nơi phiệp chục chạy. Cứ trở tay bởi nhập bởi nhá tạm đại ách vừa tật bán riêng rõ bực, đọt khôn ánh hay bần tập móc bạc thủy. Rồi hai có hóa hóa bình mùi tháng ấy, côi cuốn bị phục lô công sản ở râm rồi hốt đọt chè khôn ở. Hai tầng ở ní bàn nằm ở vấy mọc ở khí nhóm, viết bàn thừa ở khí nhóm tự tụt bàn chục cháy, hai viết có thừa ở khí nhóm trừ. Nơi tị bầm phót viết thừa ở khí nhóm chạch chất châm bộ phiệp chục cháy. Đôi chân nét, ta khi nhóm bàn thừa ở vầy, khi nhóm bàn bấm phách bịa có hóa, hai bàn đa tất nông tự đáo bên trả vinh. Khi nhóm bàn cho rốm cho mùi nông mà nụ chục chay là bay đòi sngạch sngạch, hai bà chàng rơ vị thị xác đào kê xa nằm mắt đòi sman sman, thà nằm mọc nấu phiệp chục chay. Chùm hiền đầm bốn, khi nhóm tự tụ bàn ả rắm thà thù sral. Tạm bất, khi nhóm chập đám sạp đền cài khuôn ái, ả rắm cần thà thù sbái, hãy trở chạy chật. Bần tờ móc nhằm chắp đám bị ai dứt nâng khao khả bối tờ cần lành phở cá. Hai mình khóa bị cá dồn khởi rồi bỏ nẹ nà lời. Nhóm bàn bà phía xa nâng ạ cạp kê rìa tuần phốn. Hai tờ lắp mọc hiệp chìa khí nhóm đuổi đàm vinh. Nhóm bàn nhằm ạ hà bêl bật cho mùi cổ xa rồi bỏ khí nhóm. Nhóm miền rụp điên cái nâng xa rớt đáy xa rớt là. Hai châm nay bêl cho mùi nâng cổ xa. Chìa chông khói nhóm chắp đám thua tê chiên mùn. Mên hai cư tịch. Hai cột bấm nón có cành tê tịch.
Khiêm sral khluôn chiêng pêl nà nà tèng ớ, à râm mân châm pẹ châm bấn cực rưỡng, hai đọ đăng hàm có thù. Khiêm bàn bà cháy nâng trư sử đáy nơi phiếp chục cháy, hai xạ tì tà mớ tha chìa vầy. Khiêm bàn tà tù chục cháy chiêng ở vấy đa khiêm thlập sở máy chẳng bàn tà tiết, hai mên à râm lọ chiêng ở vấy đa khiêm thlập miên nức nông chì vật. Nít cư chìa vấy đa khiêm bàn rục hướng, dân kịch chán hô phra mán thơ panaka hô cầm rách. Nâng vị phía chẳng bế châm bộ ách chếp ách chì và cắm nâng chì vỡ rộ bà dừng. Châm nay bê lăng tài chẳng bắt bóng tên con thứ tên sọ cập hiếp. Hãy đăng tha phiếp chục chạy cạn lãng mình mệnh đòi xa tài dưỡng thư bàn chẳng nụ lời. Nhóm bàn rộ khuyên tha dưỡng mình ách cực rộng bê vị liệu bàn tế hai con lứa này phiếp chục chạy. Có mình mệnh tờ tài dưỡng thư cực cây ca nụ tì. Bàn tay chì ca thư cây ca mùi châm nôn tốt ai bàn lỗ bòm phọt. Khiếm bàn đăng thà trong nội nít chìa ở tập bồ giang kháng một lưu phiếp chục cháy, xong xa rốt tạm sở thà nập hiếp này chìa vỡ rộ bọn nè. Bà xanh bọn nè ai nơi dây chanh bị chật thà nít cư chìa trong nội đào khiếm chọn bán ấy lần nít. Đói thơ ở vấy đào khiếm cầm bông tài thơ ở bà cọt bà chìa. Nút ra là tập hiếp đào của ai phiếp áo tiền ớt xâm rạp chìa vật nè, còn đừng khá chìa cả bật. Phía chẳng khiếm bàn đăng thà vì thi sáp đọt lưu rừng muối, cư chìa cả bật đào xa mánh của ai phiếp áo nơi bị cơ là tập hóa đào ở chà. Xâm nua bắt đọt ở rầm, nơi tháng ngày tìm ở phây bấy khai mịt thổ ná cho năm ở bên phần bay rối bạch bạm. Nơi khả nông tì krong Pittsburgh, rợt Pennsylvania, lục Andrew Carnegie. Bàn thả lãnh xa nà rạ kà thá tờ càng đi sách này mà hà vịt chìa lái bên này cho cám khả rì. Tạm cầm rạch chục cháy này ở chì và cám rộp bỏ kết. Krong hôn đại tháp Carnegie cư chìa xa hạ kriết ô xa hạ cám thông bóng phót. Nâng rộp bạch châm nánh bàn chân chân kế nơi lợi bị phộp lục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Trong những video hấp dẫn, bạn sẽ bị John Rockefeller. Trong những video hấp dẫn, bạn sẽ bị John Rockefeller. Trong những video hấp dẫn, bạn sẽ bị John Rockefeller. Cách bạn liệt trở đáng bị chi vợ rộng bạc kết, nông niếm trên nệ chùm nôn chục cháy, nâng bạn bắt đầu đầm bồn miền thá. Nì hái cứ chia lẹ khăn chấm bóng này phiếp chục cháy, đàl chi át cầm băng đò thông xâm bám, bà mô thà mà bồn cùng nít. Nâng đàm tôn rộng bò nẹ, mọc nát nâng nông ách chi vợ cám, đàl nẹ cầm bông thứ tại mùi cột. Bỏ chùm hiến từ lực xài bằng tận mũi, xông bà đạch nhá bằng chọc bía nơi lực bằng tận nú, đặc nấm nơi khăn ông ạch chi và càm nú, chọc đám từ tù dục rờ lạ vấy đàl bà xa chiên ngũn, miên cường mà xin đàl ổ bóng phót, nâng chè bà bà ví ở bàn chọc bà lừa. Còn vào nền ní đàl nằm ở bà ra chạy, cư nẹ đàl chè bàn bóng bạch đàm tôn rộng bạc luôn tầng ní phóng tầng nụ phóng, đàl miên nấy thà bộ kế bàn chai khô kh bộ kê bên này dốc trăng nì phóng trăng nụ phóng bìa viên bìa cá cực tì cân lạnh. Số phía sạch mũi bàn bồ thà, sống cầm đạn sốt rộ bàn nẹ tàng ớt nâng nông cân chập tài mũi cư khó tài mạ đồn. Khiếm sông bạp nẹ thá, sống đạn sốt tàng ớt rộ bàn nẹ tức nông cân trọ tài mũi cột. Hai bàn tờ móc mơ thai cân trọ nụ đạc bài khuôn nẹ, hai dốc chặt tục đá thai rệt xa vía. Hai mà nốt đà thơ đồ chân nét mân nghề bà rá chạy lời. Nghe sửa mớ tại mùi cân trọ, ai tại phía giếm dùa chân cân trọ, bà gọt chế thơ ai sốt phía chân, bài bình sọc bình tế chì mân khăn. Đôi chân nét, ta thơ đôi mở đách tập đăng thà, nẹ trời chơi rớt cân trọ mùi nà. Xâm nô bà đọt ở rắm, lộn mạ thuyến bàn dồn sọc cho mùi lộ khăn này chí, hai bị bơ rờ nè vía tàng vị thí nì thà. Ảt cầm băng này ca chiên tờ mốc cư ca chạp đàm. Ảt cầm băng không ca chạp đàm cư bòm bái cây ca đọt smọc smai rồi bỏ nẹ tờ chơi cây ca tối tốt. Hai bần tờ mốc co chạp đàm bì cây ca tì mùi. Đội chân này ta thơ đôi mở đạch tờm nẹ đăng thà ở vấy đà cua thơ chơi cây ca tì mùi xâm núp đọt ở rầm. Ta nẹ bàn cọt xâm cơ rư tế thà bỏ rõ ở cha tương pi nẹ ní. Bàn chặt tục đọc bồn miền rồi bọc luôn chìa ạt cầm bằng mũi. Khi nhóm mình kịch thà, viết cư chìa ca xâm ngắt đọc thân ạ chìa vấy đàn mà nụ mà nế mình đăng lời. Bàn tay mình bắt đầu tâm ngốn rư phiếp xâm khánh chìa bị xa lời. Mà nụ phía chán skal sô phía sạch chân mũi đà bồn thà. Đầm ná mùi bần mál, trời chập đám đòi mùi chùm hiền cụt. Bộ kế mình đào kết nghiệm mọc vị đầm lái ở bàn bình linh thà. Bà xanh chìa ca bật mến, anh chân miền tay chùm hiền đầm bốn đào khổ. Chập đám ca thơ đầm nào mũi, đào ai chân ngái đào tờ bị bấy bần mál, bị cân lái đào bộ kế trong tờ hời. Xâm nô bắt đọt ở rắm chui rẽ xa chùm hiền đầm bốn rồi bỏ nét bị cá bỏ chùm hiền khổ. Chị vất cứ chia xâm nô mùi, nẹ bà hát chia công phong xua thà. Hạt ở vấy bàn chăm bách bà đọt lơ xâm nô mùi, bà ở vấy đào chân chọn bán bật bà còn nút cứ chia châm lái tê tả. Vìa cứ chia rướng thăm đà tì, châm lái chanh mọc bì xâm nô. Hai con ập hiếp này châm lái nà mùi, trật bàn cầm nọt đòi bà tớ đòi con ập hiếp này xâm nô. Xua khó xâm nô, tự tôl bàn châm lái có khó đài. Xua xâm nô trầm trữ, tự tôl bàn châm lái trầm trữ đài, cho xua xâm nô đo miền ở tự bộ bóng phót tạm đại ách vừa tự bán, hai châm lái ai chứa cá phạp đồ chì vật.
tổ sản ạ vì tù vô lý tế thật bàn sở xế thà cho vên trái bỏ rõ mà nế, đòi xâm nú rô bạc gớt chi chương châm lái rô bạc gớt. Lục sơ phẳng xe bà khốn bàn bàn thám tiệt thà xâm nú đò bà giặt bà giánh, cư xâm á nâng bẹo cần đá nây kê tế bàn đất. Lục anh đi ra gàng hí có bán sản lịch thành đại thà, ông nái khăn ông ca xô xâm nú, cư chìa mô lý thà nây vật tàn áp hiếp rô bạc mà nụ. Xâm nú đò chá, cư bật chìa vị thấy là bươn lươn bòm phót chú bùa ta căn châm lái đò chá. Cụp nẹ rộng khớ nh, nâng nẹ chân này bật đất tiền ớ. Tại anh ta chạp đàm đồng ná, xoay rộng rộng bọc luôn chứ môi nâng xâm nú đà chùm rôn ở miên ca phạp đù. Vị thí xác bài vị chia xác xô xâm nú ông bì xa con lốp, tam tùm rộng xa mặt tạc cầm. Vị thí xác xô grát đà miên ảy dụ cá chương bì bần chân nắm đà pra vị thí xác bằng riêng tam rời dạ xâm nú. Cứ nấu ta trợt bàn tự tù dốc đòi cụ bằng riêng chạp bì xa la chạp hà vớt, rồi hốt đà thân áp mật tấy khăn ông xa xâm nú, thơ ở dưỡng chè vi phía trái rí bì chà rà nà, ca sẵn chữ bằng hành thà. Ca xô xâm nú, thơ ở bà xa láng nơi ca riêng sốt, nâng ca ạ nơ vớt bàn rồi hốt đòn mùi rối hà sập hị rồi. Nâng tì bình chấp, việc bị bác nông ca bà cái chư mùi nâng nẹ nịpốn nàn si về lát, đã bán sơ xê thà, bê khá, xâm nú xâm khăn chiên châm lời. Đầm bốn, nhóm bàn đăng bì âm nách nây xâm nú, nông niềm chì dụ vô chốn, nhóm bàn ăn cầm nạm mũi đào chì ế tập bồ đọc nhóm giang khẳng. Hai nhóm bà cánh chếp nơi tù xa nạn ní tăng bì bế lưu mộng. Nô nà mà nè, đào xa máy trong bàn chì vết đỏ chà, nơi tì bông phật tử, rột khớ nhạc kích mình phật. Bì ca xoay rộng vị thị xác đỏ chà, đào bây rô nấu cho mùi vi lời. Xâm nộp đọt ở rõm cư chì vị thị xác đỏ chà, nực nông bì phục mũi đào khuyên ca nà nấm. Việc khai tư chì rục bổ môn đỏ xa mánh xâm rắp xoay rục chầm lái đào ổ phật lý, đào nâm tờ rốt là tập hóa đỏ chà. Ta ở với chì rừng mùi cốt đào khuyên ai thư vực bàn, đàm bày thà, bêl thư vực vi hỏi. Ở với xinh xinh tiết, bài khai chì nghi sử dụng chì mũn, rưu mình chấm bạch trời thư vực. Xâm nộp đọt ở rõm cư mơ tớ xa mạnh mên tên, rô hốt thư vực ai âm nay rô bạc vi trời bàn phát cháu. Đòi bộ cố đàn bình bàn bình nịch vi ai bán giang đất đòl. Phần tài nút mơ tớ cứ chưa cầm hộp mùi. Xâm nô bắt đọt ở rõm, ai nằm nét ao chlai mình trâm tài xâm nô rụp hiệp thông. Ú tì hổ, ta nét nâng tờ ná, ta khi nhóm cô bắt đọt lưu cô đa gà vấy bà nọ tí. Phần tài co chia xâm nô chùm nội tôi phong đài. Ú tì hổ, ta khi nhóm trời thừa vấy ấy lần ní, đam bấy ao xâm rách chục chạy thông. Ta phần này cố nâng ai nà. Vì bạp nét mình trâm tài thà, cần trọ rô bỏ nét cô tài chịu bạp nà nụ tí. Phần tài co chia chùm hiền đầm bốn chú bố tài dô cần trọ nút phong đài. Cô cùng nít xâm khăn, tí mũi, xâm nốt đỏ chá, cư chìa pháu chú bộ thờ rộp châm lái đỏ chá. Xâm nốt đọt ở rắm, cư chìa xâm nốt đà lỡ, đà lỡ bằng cát láng, đàm bấy xoay rộp châm lái đỏ chá. Viên nâng chùi nét ao rộp hình tên đô mì nộ đọng bông kế xâm rạp ca nghĩa rư á chì vật cám rộp bỏ nét. Rư có bị sai xênh tiết đà lẽ trong xâm rách bàn là tập hóa đỏ chá. Tí bí, xâm nốt đọt ở rắm, cư chìa xâm nốt đà miên một nghề bì. Vì miền bì tùm rống chìa rụp hiệp thóm nâng châm nọch tụi. Mùi cư đâm bấy xoay rốt tự đào trầm trớ nâng nông chì vết. Nâng mùi tiết cư xâm đác đo ca xoay rốt xa ca mập hiếp trầm trớ. Tị bấy xâm nú rụp hiệp thóm ta ở vây tớ chìa rưng ta mùi cốt rô bạc nhộm. Pra viết đâm bấy ạp hiếp vết chạc hộ vi sái xâm rạp chì vết nế. Nâng tự đào xâm rạp ạ chíp rư cầm hốn rô bạc nế. Tị bốn xâm nú châm nọch tụi. Ta ở vây tớ chìa rưng ta mùi cốt rô bạc nhộm ấy lần ní. Pra viết nâng bê nếp nhẹ bì kênh nâng bánh tó bình mùi thang ngày. Vì thưa ở nhé bắt đầu tự lưu ca nghĩa xâm khăn bóng phật rộp bỏ nhé. Hay nơi bêl ná có đói đàn nhẹ trời ca. Vì chùi nhé khăn ông ca xoay rộp chùm nội chập đám nây xa ca mập hiếp. Rư có bất tên đô mì nụ đồng bốn nơi khăn ông xa ca mập hiếp nà mùi. Xâm nối chùm nội tố chùi ở nhé rịp chăm xâm rạp ca nghĩa bởi chăm xa bà đá. Ôi tổ tốt bán phá lật tập hiếp của bộ bóng phật. Là tập hợp đỏ chá, bàn màu bì ca xua xâm nô bắt đọt ở rầm, ní cư chìa rộp biếp đà nẹ trím rịp chăm đâm nà chì vứt, nâng ạch chì vợ cám ọc bàn mọt chót, nâng chìa rộp biếp đà nẹ nâng prà. Đàm bây băng cát vượt tà nạp hiếp là ô bà sao bóng phót châm bùa ca nghe xâm khăn bóng phót rộp bọt nẹ. Mình thà nẹ xoài rộp châm lại thóm rư tồi tế, ca xua xâm nô bắt đọt ở rầm cư chìa tùm lớp đà tị bóng phót từ, nâng mọc nâu chột cháy xâm rạp chì vứt rộp bọt nẹ. Tâm lớp chục cháy, phiếp chục cháy bất chìa xa mạnh, thơ ở với đa trầm trớ, tạm vị thí đa trầm trớ tạm bê về lìa. Nẹ đắng âm bì tâm lớp sạp ta hỏi, tâm lớp ai bị bạc bỏ bóng nâng bị bạc bằng cạt. Bần tái dân từ tụt bàn tâm lớp thamấy đòi mình đang khuôn cổ bê về lìa phong đài. Nâu bê đại dân chạp đàm, nâng bàn tò kết, rư thơ tạm rộp biệp nà mũi khăn ông rời dạp bê về là mốm, nút dân bằng cạt bàn tâm lớp thamấy mùi hỏi. Chùm rớt nâu trăng thà, ta dân trong bằng cạt tâm lớp đa bắt đầu ở dường. Nơi ở với đa dân trọng bàn bì chì vết rư ọt. Bà dân bằng cát, anh chắn xâm nộp đọt ở rắm cư chìa tâm lợp chục cháy đo miên ở tế bột bóng phót đa dân ảnh miên.
tiếng này cứ chia sầm nô đặt ở ram môi chấm nôn đam bay xuống khôn ảnh bỏ sải phải nà môi này chỉ vết chỉ môn sẵn bận tập móc bận chạy sầm nô bận thảm cọp khăn pe về lía hay bận chấp đòi bận thảm đam bay thả pe phơ vía ruột away sen tiết nâng prai chưa nghe xuống rứ mình chạm bạch ưu thế họ sầm rập ca nghĩa là bậc nhom ta away chưa rừng tại mũi cốt đào nhom ai vừa bàn đam bay thiên địa thả nhom sầm rách cô đại là bậc nhom sắp đàn đi đam bay thả pe phơ vía ruột away sen tiết nâng prai chưa nghe xuống rứ mình chạm bạch trật phử sầm rập lâu chết này chưa vừa bậc nhom ta away chưa rừng tại mũi cốt đào nhom ai chui nẹt là tại bàn ta ở với chưa rừng tại mũi cốt đào nhóm ai vừa bán đam bấy vừa ao tâm nẹt tâm nong rồi bọc nhóm pro xa lắng chưa mùi bể chưa mịch chả. Sầm rập chỉ vật thơ khốn rồi bọc nhóm ta ở với chưa rừng tại mũi cốt đào nhóm ai vừa bán đam bấy bằng cát chấm ní rồi bọc nhóm ta ở với chưa rừng tại mũi cốt đào nhóm ai vừa bán đam bấy rô pê về lý sầm rập khốn ảnh sầm rập tâm nẹt tâm nong sầm khán rồi bọc nhóm ta ở với chưa rừng tại mũi cốt đào nhóm ai vừa bán đam bấy thưa ao tâm nẹt tâm nong rồi bọc nhóm chưa mùi đầy rư cò propon rồi bọc nhóm prosa lằng sầm rập ca nghĩa rồi bọc nhóm ta ở với chưa rừng tại mùi cốt đào nhóm ai thưa bán đam bấy thiên địa thả nhóm ban từ đó cô đời sầm rập ai chi và cám rồi bọc nhóm ta ở với chưa rừng tại mùi cốt đào nhóm ai thưa bán đam bấy ao dưng miền lệ cana prokut prachen chieng ni sầm rập hai rành vật thô rồi bọc nhóm ta ở với chưa rừng tại mùi cốt đào nhóm ai thưa bán đam bấy bằng cá trập sầm bát sốt rồi bọc nhóm cô cầm nát sầm khăn đôi chân nét ta nét thôi giang ná từ bờ rộng rừng tại mũi cốt khai chế phần này mũi này tùm lợp bởi trăm tháng ấy rồi bà nét ta nét thôi đôi mặt đảnh đạm bày ở phía khăn là mồm đạm bày từ tụt bàn là tập hóa đỏ chá nơi còn lành vừa cá nâng rừng xanh tiết này chỉ vừa rồi bà nét nít cứ chế bằng trí bằng hàng chùm nói chập đám đã đỏ sáng tranh bị bọt bị sáu nâng ca nghe rồi bà dưỡng cho mùi nét đỏ tẩy tì mũi dồn hái chừa bìa chùm hiền đậm bồn cứ trang sáng dồn bị tù sản tiền mùi cốt bần tập móc chưa chạy thà vì ai thừa ai miến cả phạp đấu chưa bị chưa miến không chỉ với rồi bà nẹ mình dối hai mình chứa nẹ con đang mình ái chạp đam sa cam hiếp bàn lời tí pí bà vì xua khôn ánh đòi bà xâm nốt đọt ở rầm tí bấy thừa ai viết khai chia tùm lượm nợ bệnh đàn nẹ xua xâm nốt đọt ở rầm chia tùm lượm mũi nẹ nâng bà âm này rồi bà viết đam bây ta tụ bàn là tập hóa đỏ chá đàn nẹ chọn bàn tí bốn chùm rối cả rùm lực rịp trong cam vị thí rùm lực luôn nét ai bà xâm nốt đọt ở rầm vị thí đã lộ bằng phật mũi không ca thử đổi ní cứ đã xa nhá nơi còn lành thử cá đa lên dây thà tờ tài rướng tài mũi cột rộ bọc nhóm trợ bàn xâm rạch bà mình ảnh chân tí à vầy ở vấy xanh tiết cứ cần tài chứa cả bằng vài ở rõm tài bần nộ tí bảm bằng chốt ở miền ca cầm trồ ca xa rạch chứa bằng hành thà nẹ nơi chung vinh nét ai miền ảnh tế bố lơ nẹ giang khăn ca chấp đam bằng cát cầm cầm trò chụp cháy cho mũi mật rôm ca nghe khắc lá rồi bà nẹ ai chui chung rồi nẹ tiếng ọc ní ai ạ nó vết tùm lập chụp cháy cho riêng rồi thằng ngày chô bà dô tử xác đại bàn rịp rớp nước nông này tị bấy là tập hóa đỏ chá xâm rạp ca cầm nạch cổ đầu nâng bàn trái cực cực rộng bê lý đam bấy tự màn là tập hóa đỏ cơ bà xá cho riêng rồi thằng ngày nông chư vết rồi bà nẹ mìa kia chú bố tờ rộp châm lái đỏ chà mà nông mình mình xâm rạch ảnh cốt rồi bà khuôn lái bộ kế xâm rạch tâm lớp rồi bà bộ kế hai tâm lớp rồi bà bộ kế xâm rạch ảnh cốt rồi chọc vi sản hà rồi bà bộ kế xâm nộp đọt ả rắm cư chùi ai nét công nọt ả tạ xe nhán rừng mùi cốt rồi bà nét nợ cực sở thà nập hiếp vì nâng bấm phứ bằng chạy nợ ở vấy đà nẹ chẳng bá nợ khăn này thâm thấm này chỉ vào bà nẹ hai bần tờ móc vì phía xì châm rớ nợ ở vấy đà nẹ trời thứ đàm bấy xâm rạch phần này tiền nụ viết bật chia đầm nà cá đỏ xà mảnh mũi nẹ xua xâm nốt đỏ trà mùi bần tập móc nẹ nâng xoài rộng châm lái đỏ trà mùi xà mảnh đôi đa bị bay châm hiền anh chấn bần tái công phịch thà viết cư chia tầm lập chốt cháy đỏ xâm khăn bông phọt cá xoài rộng châm lái đỏ trà bành hà bà chôm nây cá xua xâm nốt đỏ trà cư thà nợ bật đà nẹ xù vĩ nẹ nâng bà chôm mốc nâng cá xoài rộng châm lái đỏ trà đài châm lái miền bay bà phết cư nông đán xa mặt tập hiếp trong đán xa mặt tập hiếp nâng cái đàn xa mặt tập hiếp châm lái đàn xa rốt bóng phót đàn nét ai xa phai rốt cư châm lái đàn miền sáp nâng nông châm lẹt đắng châm liếng nâng bọt bí xáo rô bọt nẹ chìa mùi nâng đông nọt xa rái bà phết ní nẹ bà hát chìa đăng rùi tà hơi nơi rộp biếp thơ vía hai mình chạm bách phạp đồ vầy chả rán đàm bay xa mạch là tập hòa lại hai ca kịch ní cư chìa châm lái nâng nông đàn xa mặt tập hiếp hai phía chả rán tùm nông chìa dốt tự ạ nơ vết bàn chục chày cầm rách của bộ chương này cứ châm lại chống đàn sự mặt tập hiệp khả nạn đào châm lại ní nơi tại sự thách nơi không rồng vong sự mặt tập hiệp rồi bỏ nẻ việc có sự thách nơi chống bom phốt nơi sự mặt tập hiệp rồi bỏ nẻ đài nẻ tâm nón chia chạm bách trời thuộc ca sau chỉ điều khác hai sắc xa âm bìa với đàn nẻ sinh tiết ban phơi rồi hỏi đam bấy chân ban châm lại ní
ការធ្វើវាអាចជារឿងស្រពេចស្រពិលដោយសារអ្នកប្រហែលជាត្រូវបានអភិវឌ្ឍខ្លួនអ្នកឲ្យដល់កម្រិតអតិបរមានៃសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកគិតថានេះគឺជាសក្តានុពលអាចសម្រេចបាននិងប្រហែលជាអាចសម្រេចបានអាស្រ័យទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកអ្នកជោគជ័យកម្រិតខ្ពស់យល់ផ្លូវពីដំបូងនេះប៉ុន្តែបដិសេធផ្លូវទាំងនេះដោយមិនចង់ដោះស្រាយនៅរឿងសាមញ្ញធម្មតា នៅពេលដែលរឿងអស្ចារ្យអាចទៅរួចនោះពួកគេក៏បានសួរសំណួរដ៏អស្ចារ្យមួយហើយចង់បានចម្លើយល្អបំផុតគោលគំនិតសំខាន់ទីមួយគិតធំនិងជាក់លាក់ការកំណត់គោលដៅដែលអ្នកមានបំណងចង់សម្រេចបានគឺប្រៀបដូចជាការសួរសំណួរមួយអញ្ចឹងវាគឺជាជំហានសាមញ្ញមួយចេញពីខ្ញុំចង់ធ្វើវាទៅជាតើខ្ញុំសម្រេចបានយ៉ាងដូចម្តេចសំណួរល្អបំផុតហើយតាមលំនាំដើមគោលដៅល្អបំផុតគឺធំហើយជាក់លាក់ ធំប្រុសអ្នកចង់បានលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យជាក់លាក់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅអ្វីមួយដែលអ្នកចង់សម្រេចបាននិងដើម្បីកុំឲ្យមានការរំកិលកម្រិតនៃគោលដៅសំណួរធំហើយជាក់លាក់មួយជាពិសេសនៅក្នុងទម្រង់នៃសំណួរផ្ដោតអារម្មណ៍ជួយឲ្យអ្នកផ្ដោតទៅលើចម្លើយដែលល្អបំផុតទី2គិតក្រៅដែនសមត្ថភាពការកំណត់គោលដៅនៅក្នុងដែនសមត្ថភាពគឺសឹងតែដូចការបង្កើតកិច្ចការមួយធ្វើហើយចប់ដោយមិនមានការលំបាកអ្វីទាល់តែសោះ គោលដៅចង់ដានសមត្ថភាពគឺប្រឈមជាងនេះវាតម្រូវឲ្យអ្នកលាតសន្ធឹងសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីទៅដល់វាទី3យកជាគំរូស្តង់ដានិងរេរោគទិសដៅថ្មីគ្មាននរណាម្នាក់មានកៅភ្នែកវេទមន្តអាចមើលដឹងរឿងអនាគតឃើញទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងការអនុវត្តអ្នកអាចខ្លាយជាមនុស្សដែលពូកែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងការប្រមាលមើលថាតើអ្វីដែលកំពុងឆ្ពោះទៅមុខ ដោះសោលទ្ធភាពទាំងឡាយនៅក្នុងខ្លួនអ្នកឲ្យមានសេរីភាពលោកវិលរ៉ូជើបានពោលថាទោះបីអ្នកកំពុងជិះរថយន្តនៅលើកន្លងផ្លូវត្រូវហើយក៏ដោយអ្នកនឹងត្រូវឡានកិនប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែអង្គុយដោយមិនធ្វើអ្វីសោះមានលំនាំពីធម្មជាតិមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែលប្រែคล้ายជារូបមន្តដ៏សាមញ្ញមួយដើម្បីអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់និងសម្រេចបាននៅលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យគោលបំណងអតិភិបនិងផលិតភាព ពេលផ្សំបញ្ចូលគ្នាធាតុទាំងបីនេះមានទំនាក់ទំនងគ្នាមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានហើយធានាអតិភិបឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងដំណោះភ្ជាប់របស់ពួកវានាំទៅរកតំបន់ពីរដែលជាកន្លែងអ្នកនិងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រតែមួយគត់មួយធំនិងមួយតូចរឿងតែមួយគត់ដែលធំរបស់អ្នកគឺជាគោលបំណងរបស់អ្នកហើយរឿងតែមួយគត់ដែលតូចរបស់អ្នកគឺជាអតិភិបដែលអ្នកចាត់វិធានការលើវាដើម្បីសម្រេចគោលបំណង មនុស្សទាំងឡាយដែលមានផលិតភាពខ្ពស់បំផុតចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយនឹងគោលបំណងហើយប្រើវាដូចជាត្រីវិស័យមួយពួកគេយកគោលបំណងធ្វើជាកម្លាំងចលករនៅក្នុងការកំណត់នៅអតិភិបដែលជំរុញសកម្មភាពរបស់ពួកគេនេះគឺជាផ្លូវត្រង់បំផុតឆ្ពោះទៅរកលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យការតភ្ជាប់គោលបំណងអតិភិបនិងផលិតភាពជាមួយគ្នាគឺជាកត្តាកំណត់ថាតើបុគ្គលជោគជ័យនិងអាជីវកម្មដែលមានប្រាក់ចំណេញឡើងខ្ពស់លើសអ្វីផ្សេងទៀតដល់កម្រិតណា ការយល់ដឹងពីបញ្ហានេះគឺជាចំណុចស្នូលនៃការបង្កើតលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យរស់នៅជាមួយគោលបំណងជីវិតកានមកគឺមិនមែនដើម្បីស្វែងរកខ្លួនឯងទេជីវិតគឺដើម្បីបង្កើតខ្លួនឯងដូច្នេះតើអ្នកប្រើប្រាស់គោលបំណងយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបង្កើតជីវិតដ៏អស្ចារ្យមួយសេចក្តីសុខដែលកើតចេញពីគោលបំណងបើសួរទៅកាន់មនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនៅអ្វីដែលពួកគេចង់បាននៅក្នុងជីវិតនោះ អ្នកក៏នឹងបានលឺសេចក្តីសុខដែលជាពាក្យលេចធ្លោច្រើនលើសលប់នៅក្នុងចម្លើយបើទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាមានចម្លើយជាក់លាក់ជាច្រើនក្តីប៉ុន្តែសេចក្តីសុខគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតបើទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយយើងភាគច្រើនយល់ដឹងរឿងនេះបានតិចតួចបំផុតមិនថាហេតុផលរបស់យើងយ៉ាងណាទេភាគច្រើននៃអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងជីវិតគឺដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្ត ប៉ុន្តែយើងនៅតែយល់ច្រឡំចំពោះចំណុចនេះសេចក្តីសុខមិនមែនកើតឡើងដោយដែលយើងគិតនោះឡើយដើម្បីពន្យល់រឿងនេះខ្ញុំសូមចែករំលែករឿងនិទានបុរាណមួយជាមួយអ្នករឿងចានសំទៀននៅពេលចេញពីព្រះរាជវាំងនាពេលព្រឹកមួយស្ដេចក៏បានពើប្រទះនឹងអ្នកសំទៀនម្នាក់ហើយក៏សួរថាតើឯងប្រាថ្នាចង់បានអ្វីអ្នកសំទៀននិយាយទាំងអស់សំណាច់ថាសួរបែបនេះហាក់ដូចជាព្រះអង្គអាចបំពេញបំណងរបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹង ដោយអាអនចិត្តស្ដេចក៏ឆ្លើយតបថាពិតប្រាកដណាស់យើងអាចធ្វើឲ្យបានតើជាអ្វីទៅអ្នកសំទានរំលឹកបន្ថែមថាសូមព្រះអង្គគិតឲ្យបានពីរដងសិនមុននឹងសន្យាអ្វីមួយមកដល់ចំណុចនេះអ្នកសំទានមិនមែនជាអ្នកសំទានធម្មតាទេប៉ុន្តែជាមិត្តភក្តិកាលពីជាតិមុនរបស់ស្ដេចដែលធ្លាប់បានសន្យានៅក្នុងអតីតជាតិថា
Khiếm nâng mọc chìa dìm rộng lực xâm lãnh nông chết mốc rộng bài dừng. Chuyện này xâm lãnh bàn khó khăn hơi, bần tay khiếm nâng mọc chùi xâm lãnh mất ông tiệt. Đói mình tự tù skill thay chìa mật trà rộng bạc luôn, sẽ đại cậu bán tự tùy thà. Khiếm nâng bóng pinh nợ bóng nông ánh đã xin à sống, bí bộ khiếm cư chế sẽ đại đàn miền ông này khăn khá, đã là ách bóng pinh bóng nông bạc thân á cực dạng bàn. Nẹ xâm tiến có chạy thà, vía cư chế bóng nông bạc thân á đo xa mạnh mùi. Tao bệ ổng, ách bóng pinh chán xâm tiến nịp bàn tí, bật bạc gọn ná, sẽ đại bàn ở dây. Hạch bàn bạp chùm nuôi cá rồi bỏ trống, ách đạp bạc bóng pinh chán xâm tiến rồi bỏ rõ nụ. Chùm nuôi cá nụ bàn thơ tạm bình chí, bàn tay nợ bệ bạc trở bàn chạy chốt được nông chán nụ. Vìa có bàn bạc sở mau tới khuyên sọ đài. Đôi chân này cực khám chạc cần tới chân lãng, bàn tay nợ tạ khuyên khuyên bạc nợ nông chán sọ. Chán xâm tiến nợ tạ tự tế đỏ đài. Nợ bệ rừng ní lịch lưu sọ sái bệ bình nợ cố, vòng mà nụ thống có bàn mọc bà mô bà đồng khỉa. Ông nãy nâng kết xa nụp hiệp rồi bỏ sạch bởi chôm nâng cả bạch bóng. Đôi chân này trông bàn bằng cơm mình trái chân của bộ thà. Bà tổ bày nó có dưỡng trời rồi lý, có dưỡng sọc chật đáy. Bàn tay dưỡng mình ai chanh nẹ xong tiền nít bàn tỷ. Trông bàn bằng tố đã bởi rơi chết rớp đôi chì bích cúch tập bông mô rô gót chôl tập nông chán tiết. Rồi hốt đào rật tà nà ký rồi bỏ trông bàn khá lấy tới chìa tổ tỷ. Hai chan xong tiến hạ đôi chân nơi ta khuyên bát đỏ đá lờ. À vầy cực giáng đã đạ chôl ta khăn ông chán có rửa lệ bát phliêm phliêm tại mặt đồn. Tị bóng phót nơi khả nạc đá vông mà nút công bông tại chỗ giang xin nghiệm sẵn. Sạch tuần chung cung bị một nẹ xong tiến hai xa rập hiếp cho chành. Anh ta tốt bán chơi chùm nẹ hỏi bần tay môn bê là anh từ. Xong bóng pinh ca chồng đang rập bọc nhầm vinh phóng. Ta ở vầy chỉ ạt cầm bán nơi chan xong tiến ní. Nẹ xong tiến có chá la giang xô phiếp rịp xa thà. Miền ạt công bằng ở vầy tí, việc gần tài phá lách chanh bị bóng nông bạc thân à rồi bỏ mà nốt tại bản năng ảnh. Rương mối nợ khăn ông chùm nông bánh hạ bạc chôm rồi bỏ dưỡng. Cứ thơ ai bạc gọt thà, công ai cột bóng nông rồi bỏ dưỡng, khai chế chàn xong tiến đàl miền bát. Đàl bạc thân à xoay rộng nợ ở vầy bằng tỏ bằng tớp ất chọc chố, đồng bầy ở dưỡng rị rị ở xa. Nốt cứ chìa công nít ân thòi mùi. Cả tổ tốt bàn bạc nâng rộ bò rộ bò nề nế, nâng nằm mọc nấu sạch đầy rị rế, đào dương rộng phần túc chạy chìa mình khàn. Môi chùm náy cư vị anh chân mến, cả tổ tốt bàn bạc nâng ở vầy mũi đào dương chọn bán. Ai thơ ở dương miền ả râm sạp bài rị rế, họ láng mùi rị dạ. Bần tượng mọc vì có trở lắp mọc thơm ở đà vinh. Bần màn chân nàm mọc nít, công nịch đọt thông bóng phót rộ bò dương, bàn xin chân kích âm bí sạch đầy sốc. Hai ca sân ở tháng cứ đôi khi chẳng, miền lối nâng rộ bò nề nế, nâng mình nằm một nơi xây cái đầy sốc dù ông vãi đòi xoay bảo vết nụ tì. Rộ biếp đào sở thân ập hiệp nề nế chế ở tập bốt đòi dường bán, cứ à sẵn tư lời rộ biếp đào dường bỏ sẵn sở thân ập hiệp tiền nụ dàng nà. Ôi tệ tốn tư nâng chì vỡ rộ bò dường, bà sân bà dường qua tù sân nạ rộp hiệp thống, dường ai thật lẽ tật nông vết nây ca xoay rộ chục chay mùi hái mùi tiết mình chạy chậm. Hát ở vấy, nơi việc đào dương tự tổ bàn ở vấy đào dương chọn bàn. Mình dù mình chạp sụp hẹn mình cơ rồi bà dương có thói chốt một vĩnh. Đòi xa dương miền tùm lớp giang chạp rồi hát tên nâng ở vấy đào dương tự tổ bàn. Rừng nít cát láng châm bố mình nô cực nế. Hay tị bóng phót thơ ở dương miền ở rám tha thuần trấn. Đòi xoay rộng ở vấy đào thơm ấy đàm bày thứ. Rự đàm bấy tục chi trập xâm bản. À cọ chương đi tự tiện, dương bà hát chi mình ách xông bày ta xâm rá. Rư cậu bánh thoi là bướn đàm bày rị rê nâng ở vấy đà dương miền nổi tí. Pì bồ dương cọc lãng, hai đà tà rộp ở vấy xanh tiết chia xoay bà vượn. Bà sân bà dương mình bà giặt bà giành tí, tị bóng phót dương nâng thật lẽ tà khăn ông sở thân ập hiệp vơl vốl. Tà khăn ông đâm ná xâm rạch bán, nâng tà tù bán. Tà tù bán, nâng xâm rạch bán, đòi khăn bê vi lê rị rê cho mùi nâng ở vấy tiền ọ. Vì thì nít cứ thơ ở dưỡng nơi tài trên nẹ xong tiến, hơi tùm râm đào tháng ấy đã dưỡng đăng khuôn, chỉ vào rộ bà dưỡng nâng pháp đố cho rô ta hơi. Đôi chân nét, ta dưỡng rộng bán sẽ cất đầy sóc dù ông vãi anh tam đói rộng biệp ná. Sẽ cất đầy sóc cát lăng tam pháu, chú bố tơ cạp ông bánh sẽ cất đầy trở cả. Lột vị trẻ bản đất Martin Saliman, ạ đất bà thiên xa mà công chất tờ xác Amerit chư trẻ thà. Miền cả ta pram giáng đà rùm châm nét đó sẽ cất đầy sóc rộng bà dưỡng. Aram vị trí miễn nâng phiệp rịch rí, xa mặt tập hợp tâm nẹ tâm nông, nâng ca chô rúm nâng bòm nông. Nâng nông châm nông ca ta tiền ní, cật chư chết thả ca chô rúm nâng cột bòm nông, cư chia ca ta đa xâm khăn chừng kỳ. Ca chô rúm cành tài chán, nông ở vấy đa dương thứ, đòi rộng mật sổ bái thơ ai chì vỡ rộng bà dương cành tài miền nấy. Cư chia vị thí giang bà cọt bòm phót, đam bay thơ tổ bàn nơi xa cất đầy sống dù ăn vành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại.
Đói xa ta lối đâm năng ai ca từ tổ bán ở vầy mũi, nâng xa cả nà nộp bố đâm bay từ tổ bán cành tay tràn. Đôi chân nét viên nằm mọc nơi ô tì hó đò lò mùi. Mà nụ chì tràn, mình trâm ta dồn khó ông bì rộ biếp rộp lối bà nọ tí. Bần tay thêm tiền mình dồn bì rộ biếp đà lối thơ ở dương xa bài chất tiệt phồng. Khi nhóm bàn bằng riêng ông bì ca sang trập xâm bát đò nẹ rơ khỉa. Bì xa hạ kênh đà miên bọt bì sao rô hốt đò xa vịt chìa lấy. Hai kà nà khi nhóm xua thà ta nẹ chong rô prác bàn bàn màn. Khi nhóm tự tùl bàn châm lại cổ bạp hết, bàn tay chia tù tớ tù lấy khu bộ mềm tên. Nếu bèl khi nhóm xua thà, ta nẹ chờ rơ tù lấy nít đau rộp biếp ná. Chia rơi rưới, khi nhóm tự tùl bàn châm lại đợt đá, cứ ọt đăng phòng. Bàn tập mọc khi nhóm xua thà, ta nẹ ai bạp khi nhóm bì nè dô mà này, này nẹ miên trập xâm bát hề rai và thô, tam ca dô khơi rộp bàn nẹ bàn tế. Đào mềm mềm ở vấy, bài bồ lấy, khi nhóm có tự tùl bàn châm lại chia lấy chập đám bì mùi liền đờ lá. Hai chùm nôn có càng láng chìa lộng đắm. Nếu bếp khi nhóm xua thà, ta bộ nẹ miền trập tiếng nút mọc đo chùm nạch nít đào rộp biếp nà. Bộ kế có tỏ bình thà, sẽ đập tớ đôi chế chán chùm lại rộp bọc nhóm cử. Mình xâm khăn tích rưu chán tế, tiếng ở nít cứ á sáy tớ lừa ở vấy đà nẹ trời cả. Khi nhóm chưa thà, mà nô miền thôn thiên hay rành vật thộ. Cứ chìa mà nô đà miền lôi cực gần chôn mọc, đào mình chạm bạch thư cá đàm bay bột cống hay rành vật thộ. Đào cột bòm nón rộp bọc bộ kế không chì vật lời. Ây lần ní, xong cắt xong cơ thà. Nói dùng ở đây ní, bằng hai nhỏ khơi nâu bánh hà bà chôm chôm bùa nẹ ná đá lật tố dụ vỉa. Đảm bấy khai chì nẹ miên hề rành vật thô. Nẹ trời tài miên cột bòm nón xâm rạp chì vợ rộp bọt nẹ. Nói dây mà dàng tiết, bạc miên cột bòm nón tí. Nẹ nâng mạnh đắng thà bêl ná nẹ miên lối cực gần lấy. Hai nẹ có mạnh ách miên trập xâm bát hề rành vật thô bàn lời. Mình mẹn thà, miền lôi cành tài chán, nâng mình thơ ở nét sợ bài chật nụ tí. Mọc đo chùm nội mũi, việc bật chỉ ai thơ ở nét sợ bài rị rị bàn. Bần tài bần tợ móc có chọc tờ vĩnh. Đàm bấy chùm rôn thực chất ai rị rị tiết, cứ nét trời tài rộp rác bần thèm tiền. Kê tánh tài bồ thà là tập hoa lỗ, mình chọc bánh trang bì mật chỗ bài lời. Bần tài trời bởi dặn, nét tờ tổ bàn dây cơ đầy sọc mến. Bần tài là tập hoa nà mũi, đà nét sợ bài rốt, cứ bàn trâm tài bằng cát dây cơ đầy sọc ai nét. Tạm rời dạ mật chỗ bài nền ý đà nẹ prá tài bần nổ. Trong bàn lối căn tài chán, đàm bay từ tổ bàn xây cất đầy sốc, nâng mần nằm mọc nớ xây cất đầy sốc, đà nẹ xoay rộng bì lối nụ tì. Xây cất đầy sốc nâng cạn miền, nơi bởi đà nẹ miền cột bòm nòng muối, thông chiêng miền cạ bòm bánh xây cất đầy trở cả. Đôi chân này hỏi, tợp dưỡng nơi dây thà, sốp hẹ miền cột, cạt lang tàm phấu, chú bố tờ rốt cạ bòm bánh xây cất đầy trở cả. Cột bòm nòng có chùi nẹ phong đá, nơi bởi đà vầy vấy mần nằm nà cả. Chỉ vất tay tại chút ca lòng bá, bê khách chìa mình rụi lấy. Miền cổ đai của bộ lòng mốm, to su không được dạy bê mũi xăm lòng mốm. Hai nét bố bìa bê về lý đo lòng bá rồi bỏ nè. Mình ấy tế, dân tàng ọc nế sẽ tại chút bởi tế rừng nì. Đăng bì mô là hát đào nè công bóng thơ vầy mũi, bắt đầu nè ca bóng phó cùng nít. Nâng ca lực thực chất đào bắt đầu nè công lăng bánh thám đo chăm bách xâm rạp bóng ca. Nâng bê là vầy ở vầy, thay lại chỗ sẽ thay nập hiếp ạc rõ. Cả bần tố phép đầy phép châm bộ ở vầy mũi ở bàn dù lùm ốm. Rồi hốt tờ tạp phép chục cháy lệch chân chìa rụp riêng. Cư chìa đầm rơi ca mùa lợi thán xâm rạch bán nơi là tập phớt đỏ trà. Cột bầm nón bắt đầu nơi cao dàng sạch đàm bày ở nét bà canh phép nơi phớt đà nẹ bàn cầm nọt. Nơi bước đà là vấy đà nẹ thớ trời khí nâng cột bầm nón hỡi nẹ có miên ở rầm thà. Chì vợ rộp bà nẹ lột trớ tam trong vã. Hai plug đã nẹt cua chướng chi trong vắt hạ đôi chỉ trơ nâng sầm lấy nâng không khô các bạn nâng bẹt đúng rồi bà nẹt rồi nới cho mũi cột bầm nón hai con miến cà phiệp ảo person bà nẹt bật chỉ riêng phong hồi phong nâng bẹt cầm bóng vừa cà nâng bẹt đã nẹt xù khôn anh thà ta ở với chỉ riêng tại mũi cốt đào khi nhóm ai vừa bán không chỉ vừa bạc nhóm đào miền này bầm phớt trong buộc nhóm nâng bị phục lụt đam bay thà bẹt vừa bị hỡi ở với xem xem tiếp nâng nghe xuống rứ mình chạm bạch. Nút cư miền này thà, nẹ còn bóng pra ạ nộp hiếp này vì thị xác đọt lưu rừng mùi cốt. Đàm bây nằm mọc nới cột bầm nón đọt chì vết ở bò nẹ hời. Cột cầm nít xâm khăn tí mũi, xe cất đầy sốc cạt lăng tàm phá lâu chú bố tờ rốt, cà bầm bính xe cất đầy trời cà. Dân từng ọc ní trong sạp bài rị rí, bần tài cà xoay rột vía mình bên chì vị thị đà lộ bầm phót, đàm bấy bàn vì lời. Plug đọc bật bà cót bầm phót chú bố tờ rốt sẽ đầy sốc đo dù ông vãnh. Cát miền cà na nẹ thua ai chì vợ rộ bà nẹ càng thật thông. Cà na nẹ nằm mọc nơi át tình ấy nâng cột bầm nón chung bố xa cam ở phía bà chăm thang ấy rộ bà nẹ. Tí bí, xoay nhôl bì mùa là hạt thông rộ bà nẹ. Xoay nhôl bì cột bầm nón rộ bà nẹ đòi xua khuôn anh thà. À vấy đào chùm rồi nẹ. Ta à vấy đào thua ai nẹ cọc lăng bì bà lấm hay thua ai nẹ to xù tờ múc. Bà tụ bấy chì ọc cầm lắng nâng rông xâm biết có đòi. Bèl khlác nhầm dục chùm nội ní mọc thua chì mùa là hạt thống rồi bà nẹ.
nô hái cứ chia mồ hết đàn nẹt rồng phớp nâng chỉ vợ bạn nẹt nô hái cứ chia mồ hết đàn nẹt thưa với đàn nẹt cầm bóng tay thưa hai bên tập móc bị bờ rồi nấy ông pi rồi biết đàn nẹt thưa vì sầm rập nhóm ai thà cột bầm nón rồi bạc nhóm cứ chui mà nô ao rồi nơi không chỉ vớt đỏ cha bầm phớt tam rồi giá cà bằng riến cà bằng vắt nâng cà sơ sì anh chăng ta chỉ vớt nhóm mơ tới đôi giờ vậy đấy cà bằng riến cứ chơi rừng tại mỗi cột rồi bạc nhóm hai miền rồi giá bèo chết sầm sập chấm một hơi đồng bông lái việc bằng riêng ạ tê thị trốn ông bị tìm xá nâng rộp biếp phơ ca xâm rạch chất đỏ trà bằng tượng mọc tiết việc bằng riêng nẹ lúa nâng nông thả riêng nâng nông ông lòng bếp cách bởi chúng tẹ tống tên nâng ca lúa nâng ca bằng riêng phơ mũi tôn lưng mùi cài mọc việc bàn bằng riêng bị rộp biếp phơ chùm nùi bằng tượng mọc việc có bán khai chơi ca bằng riêng nẹ xâm đánh chân khắp bố ông bị cầm rù nâng dốt tờ xá đạm bấy tờ tụt bán xâm tập hợp khắp bố hãy đọc cho nắm trong cầu này, vì có bạn bằng riêng nước nông sẽ khá xa lá. Ông bị cầu cá có sang chi vật trẻ lẹ. À vậy đã khi nhóm bằng riêng, cứ chờ vậy đã khi nhóm bằng vắt. Nâng trợ bàn cầm trô, đòi ở vậy đã khi nhóm bàn xa xì. Trời rớ từ đào mũi, chập đám đa tam phần nút. Hai mơ thà, nẹ chôl chặt vía bàn nà. Pê bởi lý nằm mọc nấu phiếp cho bà lửa. Hai bà xanh bà nẹ rô khênh thà, nẹ mình chôl chặt vía. Nẹ nơi ta ai phạp đồ cầm nất rô bà nẹ bán, bì bồ vía chi chi vớt rô bà nẹ. Rốt tam ạ thịp hiệp, ca thơ phản ạ ca, cư chơ ca nằm ảnh ạ cốt chôn một nông phát chọc bắn. Đàm bấy thơ ở nế ai thơ vây mối tẹ tôn tên nâng ảnh ạ cốt nông bếp ấy lần nì. Ca cầm nọt cổ đáy xâm rạp bếp ấy lần nì. Đội đà lốt Ebenezer bàn rục hình ạ tên ấy dàng chì rơ chì rớt rồi bỏ chì vết. Đài dưỡng trọc bàn chùm rốn đòi cột bầm nồng. Bàn tay miên bành hà mối đa xông bay thơ kết có trọc bởi chôn mốc đọc sải đài. Cột bầm nông miền ông nách rịp chăm chí vết ở bà dân tật bán. Cứ ả sáy tên nâng ông nách này ả tiếp hiếp đa dân chấp cho mùi nâng bìa. Cột bầm nông đòi khuyên ả tiếp hiếp cứ khuyên ông nách trên tờ mốc rụi lại. Đàm bấy ở chỗ bà lứa, bịa nút cứ ả tiếp hiếp, mân mên chỉ ả tiếp hiếp tên lại tí. Hai vía miền đàm cầm nát nâng sát tờ vất tì đập buồn. Chành bị bịa là tăng đa miền này thá môn kỳ. Bà sân bà ở bây mối xâm khăn bầm phót, nụ vía cứ chỉ ả tiếp hiếp. Cô ở chạp ở rõm, ạ tiếp hiếp nâng ta miên ách và chân ạ rô hốt đào bà hát sát tờ vật tìm ở phấy. Từ bị phục lốt bàn tùm lẹ vía ở miên này chưa tu tờ thà. À vấy đào xâm khánh, hơi bị hộ và chân ạ tiếp hiếp tiền lấy, đào bàn lích chân chưa rụp riêng mọc. Đòi xa bạch bóng chê tà nạ đàm rộ bà vía, kê khơi miên ca nì dây bị chùm rộp xâm khánh chì chán, đàm bây xâm cận nấy phong đài. Tùa giang đồ chìa, bành hát xâm khánh bóng phót, con vào xâm khánh, nâng rừng châm bóng chiên kế đại bàn đàn đám dục lâm xa đàm. Bởi ní, dân lượng dục ạ thiệp hiếp đào trên này đám rồi bảo vía, đào bằng thaym nữ, bộ bóng phót, cầm púl, tim mũi, xâm khánh, nâng xâm khánh bóng phót nâng bì mục vía. Vì hạ đồ chìa ạ thiệp hiếp bàn thơ đâm ná lơ vi thay mũi, đò cú ở chạp ở rầm. Đội chân này, sau mơ phía xa rồi bảo nè ạch miền vị thi chơi chán, đàm bay này dưới âm bị ả tiếp hiếp. Bần tài đàm bay từ tụt bàn là tập hóa đỏ chá, mân xâm khăn thả nè chơi rớ bị nà tì. Ả tần này rồi bảo nè, trời ta miền này đuổi khí bồ cứ, rướng ta mùi cột. Bên nà có đói, ôi ta khi nhóm bằng riêng âm bị ca cầm nọt cổ đáu, ả tiếp hiếp cầm bố rồi bọc nhóm cử. Bằng hành bị rồi biếp đào cổ đáu, nâng ả tiếp hiếp thơ ca cho mùi khí khi nhóm bằng riêng đòi xua thà, hát ở vấy bàn chỉ dân cầm nọt cổ đáu, nâng bằng cát phà nạ cá. Thầy bà châm lại tiếng ớt sát ta lò lò, phân tài ca bật nốt cư thả. Dân miền cổ đáu nâng phà nạ cá xâm rạp hạt phá tài mùi bật nổ. Pôl cứ đàm bày ai xâm xa rộp tên nâng sát thà nập hiếp này chỉ bất đo miền nằm lấy rồi bà dừng. Khả nạ đào dưỡng ai đọc luôn bì ả tây tạc cál, hai bì chìa có bì ả nạ cốt. Tạ tạp hiếp tài mùi cổ rộ bà dưỡng cư bêl bà châm bọn. Bà châm bọn đào xâm bà cóp, cư chìa vây cực giáng đào dưỡng trớ ta kịch cụ. Anna cốt rộ bà dưỡng cư chìa ả đất bà châm bọn mùi, hai anna cốt rộ bà dưỡng cư chìa anna cốt đo miên sạc đà nộp bồn mùi. Đàm bày bình chá ai canh tài châm bác lưu châm nội ní. Khi ông bàn chập đàm lượng dụng âm bì vị thí bằng cách ạ tiếp hiếp đo miên ai tập bồn, ai đối chìa ca cầm nọt khô đáu xâm rạp bên ai lờ ní, đàm bây cụ bánh chạc mùa là hát đa dương bằng cách ạ tiếp hiếp muối chìa mùn. Cô cầm nít xâm khăn ti muối, ai miên tay mùi bình nọ. Ạ tiếp hiếp xâm khăn bằng phót rộ bọt nha cư chìa rưỡng tay mùi cốt, đà nè ai thớ nè bình ní, đà nâng chùi nè xâm rạch bàn nợ ở với đà xâm khăn bằng phót xâm rạp nè. Nè ai miên ạ tiếp hiếp chìa chán, bần tay trời chìa ở chữ rứ, hai nè còn nâng đăng thà. Miền ở với đa xâm khăn bầm phót chìa ạ tiếp hiếp cầm bố rồi bỏ nè. Bố cư chìa rưỡng tay mùi cốt rồi bỏ nè. Tí bí, cầm nọt cổ đáu xâm rạp bê lấy lần nì. Cả đăng bí cổ đáu ả nà cổ rồi bỏ nè, cư chìa rộ biếp này cả chập đàm. Cả cầm nọt ạ tạ xe nhá nâu chùm hiên nè nế, đà nè trời ca xâm rách mà đông mùi chùm hiên. Thôi ôi ca kết rồi bỏ nè, biên phiếp cho bà lừa.
khăn nạp bếp đàn nẹ rô khởi nhạc tế phía bật bà gót đàn nẹ trật bằng bình nâu bếp ấy lần này. Tị bấy, bà bếch lơ cỏ đà, sơ xê cô đá rô bà nẹ hay rẽ xa ví ai nợ chật nẹ. Xong bằng chanh cô bầm nông rô bà nẹ tờ rô ạ tế phía mùi cốt đàn bằng cát láng tàm rơ dạ ca cầm nạc cô đá xâm rạp bà chợ bắn. Hay ạ tế phía nút cư rương mùi cốt nút đàn nẹ ai thơ bán. Đàm bây thà, bêl thơ bìa hái, à vầy vầy xênh xênh tiết nâng nghi sưu chừng mũn, rư mân chạm bách trời thơ, nâng bằng hành phật đò nét tờ rộng là tập hợp đò ạ chà. Hay nâng bêl đà nét đăng bìa vấy đà nét trời thơ, nụ rương tè mùi cốt đà nước xóa cư thơ. Cà rúa, đàm bây phá lật tập hiệp mân mân xâm đáy tờ lưu mân nụ rô vô lạ chốp chố, rư đòl dục ạ triệt lái, vìa tệ tông tờ nâng ạ tiếp hiệp cà thơ phản ạ cà. Dương tay ta thua vầy mùi, đôi chìa ca lến, ca nhằm, ca kến, chố, ông quý, đọ đăng hầm. Ôi ta dương miền chỉ mất, cứ dương cầm bông thua vầy mùi hời. Bà tụ bày chỉ dương mình thua vầy cọ đói, lúc có miền này thà dương thua vầy mùi đài. Rồi này tí này thằng ngày mùi này mùi, kê mình đà xua thà. Ta dương nâng thua vầy mùi tí, bần tái kê xua thà. Ta ở vầy đà dương nâng thua tràn chuyện. Bên khá, ở vầy đà dương thua mình xâm khánh tí, bần tái bên khá vì xâm khánh. Hai cà na viên sầm khánh, à vậy đào dương thư cầm nọt chư vật bà dương tràn chương ở vầy vầy thiền ọ. Nơi tị bình chấp, cà bà môn cống chư vật mũi bà gọp đòi là tập hợp đỏ ạ chá. Cư bật chư chùi ai tự tù bàn chục cháy tràn bòm phót bì ở vầy đào nẹ thư ai bàn là tập hợp ở bòm phót. Cà rôn nâu ai miên phà là tập hiếp đào nâu là tập hợp đỏ ạ chá. Nơi bêl na có đói đào khiêm bằng riêng bì phà là tập hiếp, khiêm tanh tài chập đám đòi xâm nùa thà. Ta nẹ bà bà cầm nọt bê lý bà phê vầy. Châm lại miền trán mà nâng châm nôn sát nâng nông thân ạ. Bà tệ tên chìa cỡ đá, bà tệ tên elektronik. Nị tiên nụ lý, tà răng, phà nạ ca bà chăm sạp đá, phà nạ ca bà chăm khai. Nẹ bà mùi đài máu, hai khiếm chăm sạp đập. Bần tượng móc khiếm xua thà, đôi chân nét. Ta nẹ chờ rơ viết đòi rụp yếm nà. Nâng nông châm lại rô bạc bộ kế miền mù là hét tệ tôn tên nâng. Cụp rụp riêng, tùm hồng, bứa, đâm lấy, nâng lẹ cả nạ bên này trái tam ca sở mày. Bần tài sắc có tài tài bờ rửa ông bì tùm rung đà miên sạp chết đánh hay mình đạt bàn rịp rớp bì mộng nghề thà. Chị ở vấy, nâng pra rô bếp ná nô lại. Đôi chân nâng bèl đạc nhóm này dây thà. Đôi chân nâng bèl đạc nhóm này dây thà là ô hỏi bần tài tà nẹ pra bớn ở vầy. Trong lại cứ đọt đá tà nẹ chong miên ấy thà mệt. Nhóm xua thà bà sân bà mân nô mân nẹ miên bê vi liết đôi khí hỏi. Bần tài nẹ khá ai rộp bạc bán tràn chân nẹp sinh tiết. Anh chẳng ta dương ai này dây bàn tế thà rộp biệt bà bê bê lê rộp bà dưỡng. Cư chia cả ta cầm nát này bạc đa dương rộp bàn đài rửa tế. Cụp khá nê dôl sớp tới lời châm nội nì. Đôi chân nét nhóm con này dây bàn tò bà bật chì anh chẳng mến. Nút bê bê lê cư chì lời hỏi anh chẳng bị thi đà lọ bòm phọt. Đàm bay bị bơ rà ní ôm bì bà bần cụp cọng bê bê lê mũi. Cư ả sài ta tam châm nôn lối đài bê bê lê rộp bàn đôi chân nét. Ta nẹ kịch thả nẹ cầm bóng tài pra bớn mùi mượn đô la khăn nông mạch nam rửa tế. Rư có bì mượn đô la khăn nông mạch nam. Bọt bì sao tiền ní, cư mạng nốt đào chốc chạy bòm phót, cư chư mạng nốt đào miên phá lật tập hiếp bòm phót. Cô đài rộ bọc nhóm cư lênh bắt đáo tờ lơ ca xâm rạch bàn tràn chiên tiện hỏi. Bàn tay nghệ mọc xâm ráng ca nghĩa oi sao tịch vinh. Mạng nốt miên phá lật tập hiếp xâm rạch bàn tràn chiên, xâm rạch bàn lật tập hò lỡ pro xào chiên. Bộ kế thơ bản đôi chân nét, đòi xa tại bộ kế liệt băng phê về lý ả tệ bà rà má. Đàm bay phá lật tập hiếp, sợp tạm ả tệ phép cầm bùl. Đàl chỉ rương tại mùi cốt rô bạc bộ kế. Bộ kế bàn chạy phê về lý bàn trầm trớ xâm rạp thơ rương mũi rô bạc bộ kế. Hai bần tờ móc ca bia phê về lý rô bạc bộ kế bì ca rông khán nề nề. Bộ kế bàn chụp chùm nót rô viên ca thơ chụp lớp tạm ca bàn chạy phê về lý rô bạc bộ kế. Đàm bây xâm rạch bán nâng là tập hóa đỏ chá, nâng tự tổ bán bắt bí sát đỏ chá. Xông bật bê về liệt tục xâm rạp rừng tầng bầy nít, tạm lộng đáp đôi kháng kào. Tì mũi, bật bê về liệt tục xâm rạp ca cầm sán rô bọt nẹ. Tì bí, bật bê về liệt tục xâm rạp thơ rừng tầm mùi cốt rô bọt nẹ. Nâng tì bấy, bật bê về liệt tục xâm rạp ca vị đầm lấy, nâng phà nạ ca bần tó rô bọt nẹ. Rừng trong kào đã ai thơ ở nẹ, mình dục chặt tục đá trong buộc bê về liệt bật tục rô bọt nẹ. Cứ nâu bê đá nẹ, mình ai thơ ở chân nẹ sẵn ngọc. Vì mùi tháng ngày tầng mùi tháng ngày, đồng rơi ca bắt đầu khuôn rộ bỏ nét nâng khăn ông ca thơ vầy mùi bắt xe tiết. Chùm nô ai rừng tầm mùi cốt rộ bỏ nét, ai chế bánh hà bởi chôm thông bóng phót rộ bỏ nét. Đại bị bác nâng chùm nét bán, chỉ vất mình ai nghe sử dụng đòi ai anh lời. Cảm nà nét bắt đọt ca dục chặt tục đá tờ lơ rừng mùi. Có tánh tầm miền vật thộp xe tiết đã xảy hai nét ai thơ đài. Rừng nâng cư vị anh chân ánh, đôi chân nét cảm nà rừng xe chôn mọc nông khô của bà rộ bỏ nét.
nẹ cần tay sợ xây vía nơi lựa bình chi cây ca tới bàn hỡi. Bàn tập móc nghĩa tới thơ với đà nẹ trời thơ vinh. Nơi dây mà dàng tiết sợ xây đám bấy cần tay thơ ai khuộc bà dương miền ở rõm ở chất bàn nó. Bàn tập móc đạ bình chi nút ai phát bì phần này. Phát bì ca chạp ở rõm rô hốt bê bì lia rô bà vía bàn mọc đòn. Sợ rộng móc miền vị thi chi chán đà bê bì lia bật tục rô bà nẹ ai trực bàn bông phần. Khang cầm ní, miền vị thị buồn giáng, đảm bây tục tốt nâng ca rộng khánh, đảm bây công oi nẹ xâm lăng mớ tài rừng tài mùi cốt rô bỏ nẹ. Tì mùi, sang song cân lánh xâm rạp buồn, tì bí, triêm túc cường bò rịp hốc, tì bấy, bà đạch sai miền chánh, tì buồn, ca bình chốt khôn ông bình chi cầm trồ. Pro sân bà nợ tì bòm phót, nẹ bàn to bà tên bà tông, đảm bây oi ca bật bê về liệt túc bà bật ở bán, anh chắn xông pra xâm nua bà đọt ở rắm, đảm bây xua thà. Ta ở với chơi rừng tại mùi cốt đào khi nhóm ai thử bán, đàm bay ca phía bê về liệu bật tục rồi bỏ khi nhóm rõ thằng ngày. Đàm bay thà, bê thơ vì hỡi, ở với xanh xanh tiết nâng bài khái chơi người xưa chơi muốn, rưu mình chạm bách trời thử. Cô công nít xâm khăn tì mùi chợ bằng đàn. Là tập hóa đỏ chá, ai cạn miền bán cao ná còn lại đàn nẹ chọn tới, xa rộp khí cho mùi nâng tông vớ đàn nẹ thử nơi thằng ngày nì. Xông chư chá, tờ lơ cột hai ạ này nhát, ai phép cho bà lửa nút, cầm nọt ạ tế phép rồi bà nẹ. Đòi miền ạ tế phép rồi bà nẹ cho bà lửa, sẽ cầm ở phép bần tập tại mối cốt, cư trớ tờ thừa cả. Tì bí, bật bê về liệt túc xâm rạp rừng tại mối cốt rồi bà nẹ. Vì thi lộ bầm phót, đàm bay thừa ở rừng tại mối cốt rồi bà nẹ cạt lãng, cư trớ nạt chúp ai tiên tết cho mối khuôn ảnh. Tì bấy, ca bia bê về liệt bật tục rồi bà nẹ, ai ớt bí là tập hiếp. Cả bật bê về liệt túc đâm nào cả bán, lô tra tà nẹ sốt vía chia bà chấm, nơi khlia mối cứ. Khmien ở vấy, nâng khmien ở ná, ách bằng vài khá nhóm bì rừng tài mối cốt rồi bọc nhóm bàn lời. Cả bất bê về liệt tốc cư chơi rừng mối, hay cả bất bê về liệt tốc bà cọp đòi phá là tập hiếp cư chơi rừng mối xinh tiện. Mà nốt đài tự tốt bàn là tập hóa đỏ chá, mần mệnh đòi xá thơ ca chán mong tí, là tập hóa tiền nít phía chán cư bàn mọc bì cá khách khóm nâng nông mong thơ ca. Cả tăng chất tăng bầy, khmien ở ná mà nét thơ đòi rồi bọc lọ bòm phót rồi bọc luôn, hay sẽ đài kéo bình tí. Cả xâm rạch bán nơi là tập hóa đỏ chá, tam rồi dễ cả bật bê về liệt túc, đồng rớt ai miên ca bắt đại nhà chất châm nôn bầy. Đồng bốn nẹ trời tài bà canh dốc phát nọt cầm nất rô bà nà nà mà nét, đàl cầm phong xoay rốt, phép sật châm niên. Phép sật châm niên cư chơi ca bắt đại nhà chất, thơ ở nét khai chơi mân út đàl bù kè bông phót. Đôi chân nét, đồng bây xâm rạch bán nơi là tập hóa đỏ chá, nẹ trời tài chạp dốc ca khách khâm prang prang đỏ chá, đàl ví đồng nàng ơi. Tì bí, nẹ trời ta xoay rộng vị thí đà lộ bòm hót, nực nông ca thơ ở vấy cực bạp giang. Khmien ở vấy à xa bóng chiêng pra vị thí đà mần ách bà đà lạ tập hót xma nâng ca khách khóm rộng bà nẹ lời. Hai chông cỏi, nẹ trời ta miên chăn tía, pro căn dốc nơi cả nẹ nây dập hiếp nực nông ca thơ ở vấy cực giang đà nẹ ai thơ bán. Đàm bây xâm rạch bán nơi rừng tè mùi cốt rộng bà nẹ. Xông rúa chú mùi nâng ca bà đà nhà chật tiền ní. Hai nét bắt đầu ai khuôn ánh, nợ ở các bà giốt đang bày tựa tổ bán bọt bí sát đỏ chả. Cả bắt đạch nhà chật tàng bấy châm bùa rừng tè mùi cơ rộ bò nẹ cứ. Tì mùi đa tà mì kia nây phép sật châm niến. Tì bí, plạp đồ bí thô tới chó. Tì bấy, rùa nâu vớt nây cơ nát nây dập hiểm. Tì mùi, tà mì kia nây phép sật châm niến. Phép sật châm niến, mần mèn chế bía đa dương tàng tà lưu tia tế. Bần tài viết đa tù nê tí giang xâm khánh khăn ông ca xâm rạch bán nơ là tập hóa đỏ chả. Phải tập bật tài bêl đầm bốn mơ tờ cô ấy phải khách. Bần tài nơ bêl đà nét ách mơ khơi phép sật châm niến thay chế phá lớt tờ căn cân lai mũi chế chương cổ đào mũi. Đà nét nâng mọc đòl. Viết có chập đà miên ả răm thà, ách tật đòl bán hay ách xâm rạch bán. Tì bí, plap đô bí thấu tờ chó, nơ bêl bằng vật cầm bố nét xâm đành khiếm tàn tờ xua thà. Ta nẹ cầm bông thơ ní, đàm bây cần tài thơ ai lọ bóng phót đàm nẹ ai thơ bán. Rư nẹ cầm bông thơ ní, đàm bây thơ ai vía lọ bóng phót tam đá ai tờ bán. Thầy bật tài vía mần mền chia xâm nụ bằng cặp này trời gọi đói. Vía nâng tài thơ ai mần úp nhẹp ảl. Mần úp chì chán đăng thà, thầy bật tài bộ kế khâm prang prang ọc bì xa mặt tập hiệp gọi đói. Có bộ kế mần cầm bông thơ ai vía lọ bóng phót tam đá ai tờ bán nụ tì. Pì bồ thà, bộ kế mần prong plap đô ai vía đàm bộ kế cầm bông thơ lời. Lớn này ca thuê chỉ mà chắc ở vầy mũi, cứ chỉ ca rung bằng chôl khía này ca mình trấm tại thuê ở lọ bóng phót. Đại là ai thuê bàn nổi tí, bần tái thêm tên thuê ở vía lọ bóng phót tạm đại vía ai tự bàn. Ca bần tó thuê ở bà xa lần, nơi vị thí rồi bàn nét nâng nông ca thuê ở vầy mũi. Cứ bật chia xâm khánh, đảm bấy tự tôl bàn phòl tràn bóng phót bì ca bất bê về liệt tục. Đại là vía tự bàn kia hai thá, ca plạp đố bì thấu tới trò. Tị bấy, ca rôn nơi nông vấn cân nẹ này dập hiểm.
miền tùm nẹ tùm nông giang chạy cho ba rô viên ở với đà nẹ thứ nâng ở với đà nẹ tù bàn sạc cà mập hiếp cầm nạt là tập hóa hay là tập hóa cho bánh trắng bị sạc cà mập hiếp sau miền cơ nẹ này dập hiếp hay ca promote bữa đà miền trở lắm ní cư chê rộp biếp đà nẹ rô khơi nợ ở với đà nẹ trời thứ đàm bây xâm rạch bán nâng là tập hóa đỏ trà đôi chân này hỏi bàn chìa ca đại nhà chặt trong cõi rô bàn nế cư trời rô nấu chư mùi nâng vết nây cơ nẹ này dập hiếp trong bùa là tập hóa câu cầm nít xâm khăn tí mũi và đánh nhá tự ở đó chung lại công phố rồi bỏ nè. Là tập hợp đó ở chá, cát láng tay nơi bước đá nè và đó là ở vấy đá là ở bóng phót. Đá nè miến, đám bay khai chìa vấy đá là ở bóng phót chung bố ca nghe xâm khăn bóng phót rồi bỏ nè. Khlâm xa nít cư chế phá lâu chú bố tờ rộp hiệp sật chung nến. Hãy đòi xa tại hiệp sật chung nến trở cả bây về lìa. Việc đầm rơi ở miến ca và đánh nhá chất đám bay xâm rách hiệp sật chung nến nụ. Tí bí, miền chăn tẹo mùa mốt chung bố rừng tại mùi cơ rộ bỏ nè. ផ្លាស់ពីធោទៅឆបន្តស្វែងរកគំរូនិងប្រព័ន្ធដែលអាចនាំអ្នកទៅឆ្ងាយបំផុតកុំសោកចិត្តយកត្រឹមតែអ្វីដែលកើតឡើងតាមធម្មតាបើកចំហមាត់ចំពោះការគិតថ្មីជំនាញថ្មីនិងទំនាក់ទំនងថ្មីប្រសិនបើមានគៀនៃភាពស្ទឹកជំនាញគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តមួយដើម្បីឲ្យអ្នកឈានដល់កម្រិតកំពូលការប្រកាន់យកវិធីសាស្ត្របែបឆន្ទៈគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីទទួលយកវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន Tí bấy thôi chứ mà chắc lơ là tập hóa rồi bỏ nè. Prasant ba là tập hóa cư chìa với đà nẹ chọn bán. Hai ca thôi chứ chôn rồn cổ, mình thôi ở miên ca phạp đố chứ vì chứ miên ở vầy lời. Ca phạp đố cát lăng thật bán, lưu tra tà nẹ thôi chứ mà nốt bà cọp đôi cả nẹ nè dập hiệp. Đôi chân nét xông nợ ở chân ngay bì cạc ấy nẹ đồng nở. Hai chân nè chứa cá xông chứa rớt con lái đà nẹ bạc bò. Tí bốn, xoay rốt cổ bằng vật. Cầm rò miên nô nà mà nè, đà tụt bán là tập hóa ở chá, đôi khám yên cổ bằng vật nè. Sống tròn chạm thà dân mình để giới trong là tập hóa thơm đà tí. Cứ ở chá tập chìa với đại dân chọn bàn. Phó là tập hiếp bập hệt nút phía chả rán cư bà ra chạy. Cà nà nè bật bê vi liệt tốt xâm rạp rừng ạ tập hiếp xâm khăn bông phó rô bò nè. Sống ca bia bê vi liệt bật tụng nút. Hai bần tập mất pra ví ai miên bà sơ tập hiếp tạm đà ách thơ tập bán. Nè còn nâng miên phó là tập hiếp tạm đà nè ách thơ bán. Nè nâng bần to rô nơ tạm âm nách nây rướng tại mùi cụt. Ây lần ní, nẹ trâu tại bình chiếc ca rộng khán đã cắt lãng tạm pháu chú bố tờ rốt hiệp chục cháy ở bàn. Phần này trong cõi cự đồng nào chỉ vận, đàm bây bố bí cho lòng cắt đồng nào đỏ lòng bạc bông phót. Dân trâu ca chạp đám tại mùi chùm hiên bằng nó, bằng tay trâu bằng to chiến từ một tiền. Mùi chùm hiên mà đón ai cua ai thốn, bằng tay vì chìa pháu trâu. Mình thà vật thậu bầm nón giang ná, mình thà cô đáo giang ná tí. Đồng nào chú bố tờ rốt ở với đàn nẹ trong bán, tay tại chạp đám đòi mùi chùm hiên cột. Chúng hiền nút trực bán kê hai thá rừng mùi cụt. Khi ông chọn ai nét thơ rừng mùi, khi ông chọn ai nét bật phần ếch. Hai sở máy thay chì vợ rộng bà nét thông đòl cầm rách đàl ví ai tự bàn. Thông đòl cầm rách mùi đàl nét mình thơ lớp hiền sở máy. Hai bần to sở máy ai thông chừng nắng tự tiện. Ta nét ai mơ khinh vi cho bà tế, ai lần ní bạc phần ếch vinh hai sản hợp khi nhầm. À vậy có đói, đàn nè ai mở khởi, nè có miễn xa mặt tập hiếp đàm bây chú bố tờ mốc rộng Việt đài. Hay cả nà à vậy, đàn nè phía dìm chạp dốt thông thế đuổi đàn nè ai sở máy. Nè có nâng tự tụt bàn chí vấn thông bóng phót tạm đá ách tờ rùi. Cà rô nâu thông cư xa mạnh ná. Xông chạy rộng lết vì thi mũi chui ở nè ai thơ Việt bàn. Xa xì chùm nôl bà chạp bán rộng bà nè, bàn tờ mốc con Việt đòi lịch bí, lịch bốn, lịch đắp, lịch mập hầy. Là tập hợp, mình miễn à vậy, cô ấy còn xâm cơ tí. Cần tài trở rớ dột lệch nà mũi tờ con chữ mũi nâng châm nôn rộ bà nét hay sơ xế châm lại thầm mây. Xâm lăng mờ chân lọt nút hay công kết bì ả rõm rộ bà nét phẩy rư rộng phượp. Xâm khán xô khô nét thà tá xa ca mập hiếp bà chọc bán rộ bọc nhóm. Nâng nâm khi nhóm tờ rộp châm lại nít khăn ông rộ dẹp bêl pram chân nằm kháng mốc đài rư tì. Bà xa ca mập hiếp sập thang ấy bật chân nằm tờ mền. Anh chẳng bàn tò dục chùm lại nút con nâng bí, rồ hốt tờ tạc đòl tùa lệch mũi đã dân mơ khuyên thà. Sa ca mập hiếp rõ thang ấy, mình ách nằm tạc đòl. Anh chẳng bà xanh bà nét vơ sa ca mập hiếp rõ bà nét trăng nâng chùm lại trong cõi rõ bà nét. Nô nét nâng tự tốt bàn chì vết chục chạy thông. Ây lần ní, khi ông bà chùm nốt tờ khuôn rõ bọc nhóm, xâm rạp kran ta chị ô tía hò mùi. Cùng nịnh ní, ai dốt tờ ạ nô vết chùi xa rõ đấy rõ bà nét. ស្ថានភាពរាងកាយរបស់អ្នកទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសមត្ថភាពក្នុងអាជីពរបស់អ្នកជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកឬអ្វីផ្សេងទៀតដែលសំខាន់ចំពោះអ្នកកាលណាអ្នកលើកដានកំណត់នៃការគិតរបស់អ្នកឲ្យខ្ពស់មានន័យថាអ្នកពង្រីកដានកំណត់នៃជីវិតរបស់អ្នកផងដែរមានតែស្រមៃចង់បានជីវិតមួយធំជាងនេះទេ
tớp nét ai sẵn khấm xâm rạch vía ai bàn. Bánh hà bà chôm cứ thà ca rô nơi khu nông chí vật thông bông phót. Tạm đại ai thơ bán đâm râu ai nét mình trầm ta kết thông bà nọ tí. Bánh tay thaym tên chặt vị thiên ca chạm bách đam bay xâm rạch chục cháy tiệt phòng. Là tớp hót đỏ chá đâm râu ai nét xâm rắn ai tùy. Cả bắt đầu ở rộng rộng bọn nét ai tối, tạm đã thơ tự bán, ai cả kết rộng bọn nét miên phiếp xa mảnh. Nâng thơ ai ở với đàn nét trời thơ lịch chánh chưa rụp riêng cho bà lửa. Mình thà nét ai kết thống bằng nà tì, nâu bê nét đăng cân lái đàn nét công phung tử. Hay trở lắp tự ở với đàn nét trời thơ đồng bốn, đàn bấy tự đo tì nút. Nụ nét còn nâng rộng khởi thà vì chạp đàm bí tối tự thông trên nịch. Chị chân chân môn, nhóm trong bàn đàm chờ phái bóng đàm từ lượt đấy rồi bỏ bụi dừng. Rường đàm mà nức màn đòn nút cứ mình ai tình đàm thông sạp bàn tí. Chùm rước tay mùi cốt đàm nhóm miến cứ tình đàm tội mũi hay dụ ví mọc đàm. Nhóm ai kịch thống, bàn tay nhóm miến chùm rước ở vấy kào bị chập đàm bị tối nụ tì. Đội chân nét nhóm bàn đàm, hai pram chân nằm kào móc dân từ tù bán phái bóng. Bàn tay đòi xá tại nhóm kịch thống, tạm đàm nhóm ai thơ tự bàn. Sạ tì mớ, nẹ tì mình khó tì, nhóm mình bàn đàm tay mùi tì. Ây lần ní, cứ dân miền xuân cho ba mũi đàm đàm bòm. Chị vật rồi bà nẹ cực bạp nì, nẹ mình ách tự tổ bàn chị vật thông bênh vây mũi bàn phìm tì. Nẹ tự tổ bàn tội mũi, nâng ọ cá đàm bây bận đọc vía, bà sân bà nẹ chong lụt lửa. Kịch tối, hai chị vật nẹ nâng nơi ta tội. Kịch ai thống, hai chị vật nẹ miền ọ cá thông lặng. Chùm rớ cứ á sáy tự lơ nẹ hỏi, kà nà nẹ chờ rơ chị vật thông bận ná. Nẹ nâng trâu xâm răng ai tối, đam bay xâm rạch bán chục chày. Nẹ trâu ta tiếp tung chùm rơ rô bò nẹ, bằng rôm chùm rơ rô bò nẹ ai tối, đâm răng chua à tế phép rô bò nẹ, hai thơ ở với đa xâm khăn bông phọt. Nẹ trâu ta xâm răng ai bàn tối, nẹ trâu ta rộp ai khớ nh, rương ta mùi cốt rô bò nẹ. Mình miên mặt chục bài nà mùi, nằm nẹ tờ rộp chục chày, kào bì ở với mùi, đa chê rương ta mùi cốt, đa chê rương xâm khăn chương ở với xinh tiết lời. Nhóm mình xong đào thà, nâng miên rừng tại mùi cốt, rừng xong bấy tại rừng đọt đá chưa riêng rồi hột lại. Nhóm chọn đi dây thà, nơi khả nạn nà mùi bêl bạch bọn đi, ai miên rừng tại mùi cốt bần nó, hai ca nà rừng tại mùi cốt nó, sọp tam côl bầm nông rồi bọn nè, nơi sở thất bì lỡ ạ tếp hiếp nê nê rồi bọn nè. Việc còn nâng khai tờ chưa rừng đạt bắt đó nơi phần lật tập hiếp chả nạn bầm phót, đàn nè ai thứ, đàm bay nằm nè chú bồ tờ rộp ở với đà lộ bầm phót tạm đàn nè ai tờ bàn. Sạ ca mập hiếp nè nế rịch đọt đá chanh bì sạ ca mập hiếp mũi, tùm lợp nè nế chanh bì tùm lợp mũi, chục chạy mũi, chùm rôn ai miến chục chạy bần tọ bần tượm, tàng đô mì nô đọt trăm trâu mũi, bắt đô rùm lông mũi hơi mũi tiết chia bần tọ bần tượp khỉa. Đôi chân nét nâu bêl nà mũi, đàl nét trong bàn là tập hót đỏ trà, xông rộng mơ sạ ca mập hiếp, con lước, đàl nâng chập đàm đâm nà cá đô mì nô xâm rạp nè. Chị vật thông thống chỉ nơ lơ rô lốt đo miên ạ nộp hiếp bà tư cầm tò khí nế chưa bà rốt đất. Hay trực bàn bằng cản láng chịu bàn tò bàn tượm. Nốt miên này thà, kà nà nét đâm răng tờ rốt hiếp chục cháy. Nét mình ai rùm lón tờ ai đo chùm nọt trong kế tay mà đoàn bàn tì. Hiếp ở chá, mình đâm nà cá tam rộp biếm ni lời. Chùm lẹt đắng nâng vật tà nạp hiếp đạt bàn mọc bì ca rùa nấu cho mùi nâng rưng tại mùi cốt chìa riêng rõ thằng ấy. Riêng rõ sạp đà, riêng rõ khải, nâng chìa riêng rõ chân ấm. Cư chìa với đạt bà đòi ỏi nét nâng xa mặt tập hiếp, nông ca có sang chì vết đỏ chà. Bần tài ní, mình chạy tài cạn làng tí, hơi nét trâu tài phương ví ở cạn làng. Miền tài nét đạt hiền bà thay chánh tài chân ấy tí, tựp ách đăng chú bác, thạc luôn ai tự bàn chân ấy bần nà. Cả đạo vị thị xác rừng tại mùi cốt ao đầm nà cả, cả bình dưới bếl, mình miễn tràn lời. Đội chân nét, ta trời thơ giang đốt mà đại tiện. Nẹ bàn ăn xếp hờ nì hời, nẹ dốt bị khlâm xá nây xếp hờ nì hời. Nẹ trìm khôn rùi rớt, đàm bây tờ tụt bàn là tờ phót đỏ chá nực nông chư vớt rồi bỏ nẹ. Nì dây anh chấn, nẹ bà gọp một rồi bò vầy đáy. Ta nẹ bà vị thị xác mùi cốt ao miễn bà sơ tập hiệp bóng phót đòi rồi biếp ná. Tó, dân mọc mớ mà đồng tiến nơi khlâm xá nây xếp hờ ní. Hãy cử lịch mơ vị thí nền nế, đàn nét ai thơ ở vị thí xa mùi cốt, đâm nà cả bán ấy lần nì. Đàm bây châm nánh bê về lìa, nhằm nâng sẵn khép xâm nua bắt đọt ở rắm, đôi chân nét chô bà gót thả trợ bình thèm. Đàm bây thà nơi bê đà thơ vì hỡi, ở vầy ở vầy còn nâng nghe sâu chương muốn rư mình chăm bách trợ thử. Trong bình chấp nây xâm nua nì mùi nè mùi. Chỉ vật tờ khốn rõ bỏ nè. À nơi nhát ở vị thí xa thêm mùi cốt, nơm mọc nơi phiếp cho bà lứa, đó là phần này xâm kh ní cứ chia công rú khay mùi. Ta ở vây tới chơi rừng tại mùi cồn, đào khi nhóm ai thơ bán nơi xa bà đà ní, đàm bay rộp ai khởi nh, rực bình chế bì cột bầm non chì vờ rộp bọc nhóm. Ta ở vây tới chơi rừng tại mùi cồn, đào khi nhóm ai thơ bán khăn ông rực dẹp bê lạc sập tháng ngày, đàm bay tờ tổ bàn riêng đào khi nhóm chọn bán. Cô xá rộp bọc nè,
Ta ở vây tới chơi rừng tay mùi cột, đa dương ai thơ nó sắp đà ní, đam bây cài lòng ó chi vật áp bí bí rồi bà dưỡng. Ta ở vây tới chơi rừng tay mùi cột, đa dương ai thơ bán nơi dụng ní, đam bây cầm trò đa kê ca xa lá rồi bà cồn dưỡng. Ta ở vây tới chơi rừng tay mùi cột, đa dương ai thơ bán riêng rõ sắp đà, đam bây châm nay bê bê lý chụp chung cửa xá, bà cọp đói xúc hẹp mừng cột. Châm bố ca nghĩ rồi bà nè, ta ở vây tới chơi rừng tay mùi cột, đã khi nhóm ai thơ bán nơi thường ngày ní, đảm bây bằng chập cùng rộng và chập bán rộng bạc nhóm môn cao cầm nát. Ta ở vây tới chơi rừng tay mùi cốt, đã khi nhóm ai thơ bán khăn khai ní, đảm bây bằng can phá lật tập hiếp ai can tài bà xa ở. Ta ở vây tới chơi rừng tay mùi cốt, đã khi nhóm ai thơ bán môn nâng ca vì đầm lái lực trong cõi, đảm bây tự tụ bán ca đầm lăng bạc khai, đã khi nhóm chọn bán. Ta ở vây tới chơi rừng tay mùi cốt, đã khi nhóm ai thơ bán riêng rõ thường ngày, đảm bây bằng chập ca nghĩa rộng bạc nhóm, hay nơi tài trở lập tập tết tên pil. Rừng tay mùi cốt cứ bật bật cốt chạy sạch đánh, bật sân bà nét đã vì ai đâm nào cả, vì nâng đâm nào cả. Đôi chân nét xông công bình dưới bếp, xô khôn ái nâng xâm nô thà, ta ở vây tới chứ rừng tay mùi cốt. Đàn khi nhóm ai thử bàn ấy lần ní, đàm bây chập đám pra vì thi xác tay mùi cốt nâng nông chì vật bọc nhóm. Đàm bây thà, bếp thử vì hỡi, ở vây tiết nâng nghe sổ chương muốn, rừng mình chạm bách trật thử. Hai dục chùm lại nút, ta thử rừng tay mùi cốt đâm bốn rồi bà nét tỏ riêng tử. Chỗ thơ khuôn ở đôi chữ tám bài xin ý, đòi bất tờ lờ ấy bán tại mùi cốt, rồi hốt đòi nét ai tự đó cô đời. Rồi ca phạp đô đò thông thính, đàm láng đôi ca đùl tàng đô mì nấu anh chẳng.